niệm trong clip tặng quà, tôi sẽ chúc Tết tất cả câu lạc bộ. Tôi sẽ dành cho mỗi câu lạc bộ một lời chúc đầu xuân năm mới. Anh Thắng Công, anh đang đoán là hất xe, đáp án chưa đúng. Có thể nói là chiếc xe vào thời điểm này đang là một trong những câu lạc bộ có thành viên đông đảo nhất, có cái số lượng người tham dự đông nhất, và chúng tôi muốn truyền cái lửa đấy đến tất cả câu lạc bộ. Đây là cái món quà đầu xuân lưu niệm, nó là một chiếc bật lửa Zippo được tặng, được làm tại American Tour, rất là tốt. Và xin mời âm nhạc, chúng tôi sẽ bắt đầu chúc Tết tất cả câu lạc bộ theo phong cách của Chí Linh. Đầu xuân năm Mậu Tuất, xin chúc làng cầu ta một năm cứ gọi là hạnh phúc và sung túc. Và bây giờ tôi chúc riêng cho từng đội này, sau mỗi câu chúc hay, hãy vỗ tay cổ vũ. Đầu tiên xin mời là ban lãnh đạo tặng quà cho công viên tuổi trẻ. Chúc công viên tuổi trẻ năm nay đoàn kết vui, tình thương thêm ngọt bùi, học hành luôn lần tới. Alo. Công viên Lenin, chúc công viên năm mới làm ăn tài lộc nhiều, năm chó có bao điều, anh em vượt qua hết. Đội Cấn, chúc đội Cấn ngày Tết cầu gì được cả năm, anh em luyện tập chăm, tham gia là có giải. Chúc cho đội Hàng Hải, đa số là sinh viên, vẫn phải chúc có tiền mới có gái. Tiếp theo là đội Ngọc Thủy. Chúc cho đội Ngọc Thủy một năm nhiều huy chương, qua cây cầu Trương Dương, ai ai cũng biết tiếng. Lâu đời và nổi tiếng, chúc Đông Xã Bưởi này năm nay tiền thật dày, làm hay đá cầu giỏi. Tiếp đến là câu lạc bộ Thiên Văn. Thiên Văn, các bạn đứng ở đâu đây? Không, có. Thiên Văn Cần Thơ. Đây, một cái tên thật độc. Thiên Văn là các em, chúc cho năm mới hên, là món gì cũng thắng. Cũng chẳng phải nghĩ ngợi, xin chúc Hồ Hai Bà năm tốt lộc đầy nhà, kinh doanh nhiều may mắn. Vâng, chúc mừng thầy các bạn đây. Tiếp đấy là Thiền Quang. Thiền Quang thật nhỏ nhắn, đá ít nhậu thì nhiều, chúc anh em hai điều, bình an và mạnh khỏe. Hoàng Diệu ạ, một đội khá mới mẻ, mang tên Hoàng Diệu đây, năm mới luôn đong đầy, yêu thương và hạnh phúc. Năm tốt xin được chúc anh em Lê Thánh Tông năm nay sớm lấy chồng, cho làm cầu lá cố. Thắng Tông năm nay là khả năng sẽ lấy chồng đấy. Chí Linh à, Chí Linh à, cuối cùng là năm tốt xin được chúc Chí Linh sân cầu đó luôn chào đón mọi người một năm rộn tiếng cười, đoàn kết và phát triển. Ở đây có nhìn thấy đội Linh Lan đứng ở đâu nhỉ? Ở Linh Lan, một người à? Ai thắng thế thì Linh Lan anh đá đơn chủ tịch. Vẫn phải có Linh Lan. Chúc Linh Lan nhé, đây đây. Linh Lan thì phải khỏi nói, đá ít mà đồ nhiều. Chúc các bạn một điều, năm nay sung tài lộc. Ok, rất cảm ơn các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả bạn đã về xin giải lần này, và chúc cho giải chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc mừng năm mới. Vâng, alo, xin cảm ơn lời chúc rất ý nghĩa của anh Phan Tiến Dũng. Và ngay sau đây xin mời tất cả các đội viên về vị trí. Xin mời tất cả các lãnh đội về bàn ban tổ chức để chúng ta có một số phổ biến. Còn chúng ta sẽ để tất cả